Vụ lật cano Hội An, công an làm việc với thuyền trưởng. Khi được đưa lên bờ, ông S có dấu hiệu hoảng loạn ngất xỉu, đến nay ông mới có thể làm việc với công an. Ngày 27 tháng 2, đại tá Nguyễn Hà Lai, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với lái tàu Lê S, 52 tuổi, trú phường Cửa Đại, thành phố Hội An, để phục vụ công tác điều tra tai nạn lật tàu cano khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng, tuy nhiên đến nay kết quả vẫn chưa có. Khi vụ việc xảy ra, ông S được đưa vào bờ trong tình trạng hoảng loạn ngất xỉu, do đó đến nay cơ quan chức năng mới làm việc với ông này. Theo Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Nam, ông S được cấp bằng thuyền trưởng hạng TI3 lần đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Hôm 10 tháng 2 năm 2022, ông này được Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại quyền trưởng hạng TI3 có thời hạn đến 10 tháng 2 năm 2027. Ngoài ra, ông S được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao 1, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn. Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, cano bị nạn mang số hiệu QNA1152 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Đông. Công suất máy của chiếc cano bị lật là 400 cv, sức chở cho phép 35 người, chưa tính thuyền viên. Nhưng thời điểm bị nạn, cơ quan chức năng cung cấp cho báo chí có 36 khách trên tàu và 3 thuyền viên. Người thực hiện cấp phép phương tiện rời bến là ông Trần Thanh Tuân, cảng vụ viên đội bến thủy nội địa. Phương tiện rời bến lúc 9:45 ngày 26 tháng 2, số hành khách khi rời bến là 35. Về cấp phép phương tiện rời bến Cù Lao Chàm về đến Cửa Đại, ban quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, số hành khách chưa thống kê được. Về phương tiện, chủ phương tiện là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Đông, máy trưởng là ông Nguyễn Văn Nhân, phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số hiệu QNA1152.